Các em học sinh thân mến, chào mừng các em đã quay trở lại với kênh của thầy nhé. Hôm nay đáp ứng yêu cầu của một bạn viết trên video của mình, đó là yêu cầu là kẻ chữ chăm ngoan học tốt. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kẻ chữ chăm ngoan học tốt các bạn nhé. Đầu tiên thì trên tờ giấy A4 này thì chữ chăm ngoan học tốt nếu mà kẻ trong một hàng thì nó hơi dài, mà nó dài thì dẫn đến tình trạng là chữ nó sẽ bị co lại và nó sẽ bị nhỏ, cho nên là chúng ta sẽ chia cái câu chữ trong ngoan học tốt là hai hàng các bạn nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ lấy vào cái điểm số 5 và điểm số 8 này, có thể cho xuống điểm số 9 cũng được. Như vậy là mỗi một hàng nó rơi độ khoảng là 4 cm nhé. Và hàng trên cách hàng dưới thì các bạn cho là 2 cm để nó có một cái khoảng trống để chúng ta có thể là viết thêm dấu. Thì mỗi một hàng chúng ta để là 4 cm. Đó. Chúng ta để 4 cm. Sau khi đánh dấu được bên tay trái rồi, các bạn chuyển sang bên tay phải, chúng ta cũng sẽ đánh dấu vào cái điểm là số 5, số 9, số 11 và đến số 10, 15. Sau đó chúng ta đặt thước kẻ vào giữa cái điểm chúng ta đánh dấu được, chúng ta kẻ. Mục đích làm việc này là để cái hàng dòng kẻ của chúng ta thì nó sẽ vuông với lại tờ giấy. Đấy. Chữ nó không bị lên dốc xuống dốc. Ok, như vậy là sau khi chúng ta kẻ xong được rồi thì chúng ta hãy phân tích như là chữ chăm ngoan học tốt này. Chăm ngoan học tốt này thì nó có hai hàng chữ, hàng trên là chữ chăm ngoan. Chữ chăm ngoan này nó có, chữ chăm này có 4 ký tự, chữ ngoan này là nó có 5 ký tự. Như vậy là chúng ta sẽ chia cái đoạn này thành hai phần nhé. Để xác định là phần chữ chăm và chữ ngoan này nó có một cái khoảng cách. Chúng ta cứ chia cái khoảng cách này nó rơi được khoảng là 1,5 cm. Nếu mà cho 2 cm thì nó hơi rộng, thôi cho 2 cm nhé. Các bạn chia làm 2 cm là chữ bên này là chữ chăm, bên này là chữ ngoan nhé. Sau đó thì chúng ta sẽ đo đoạn này. Tuy nhiên ở đây nó có một cái chữ mà chúng ta cần phải lưu ý, chữ H, chữ C thì nó có thể là bằng nhau. Tuy nhiên là cái chữ M thì chúng ta lưu ý là chúng ta cho to ra một chút. Bởi vì chữ M này nó có 3 cái 4 nét, 2 nét chéo và 1 nét 2 nét chéo và 2 nét thẳng. Sau khi chia ra rồi thì chúng ta hãy kẻ cho thầy là những cái đường gióng để xác định được là cái khung hình của cái chữ của chúng ta nhé. Sau đó chúng ta hãy xác định cho thầy là khoảng cách giữa các con chữ. Ở đây là khung hình của một chữ, ở đây là khoảng cách của giữa các con chữ. Chữ M. Ở đây có cái khoảng cách giữa các con chữ này, chúng ta nên để cho nó bằng nhau. Như vậy khoảng cách giữa các con chữ ở đây thì để là 0,4 cm. Và sang bên này thì chúng ta sẽ kẻ cho chữ chăm ngoan này. Chữ ngoan này, đây thứ nhất là chữ này là trung bình của nó là 2,5 cm. Thì chúng ta sẽ để 2,5 cm, chúng ta sẽ được chữ N. Và đây là 0,4, thì khoảng cách giữa các con chữ chúng ta để là 0,4 nhé. Và đến đây thì chúng ta sẽ để là 2,5, thì chúng ta sẽ được chữ G. Và 0,4 này. Đấy. Chúng ta sẽ được chữ O này.
chúng ta sẽ được chữ A này. Đây, chữ A này. Và chữ cuối cùng là chữ N. Đó. Sau khi kẻ được đánh dấu được thì chúng ta sẽ kẻ luôn cái khung hình của chữ đi. Các bạn lưu ý những cái đường kẻ dọc này chúng ta lên để làm sao cho nó song song với mép giấy nhé. Xuống bên dưới thì chúng ta sẽ có hai chữ, đó là chữ học và chữ tốt. Chữ học thì nó có 3 con chữ và chữ tốt thì có 3 con chữ. Như vậy chúng ta có thể chia đôi cái tờ giấy này ra để lấy cái khoảng là khoảng cách ở giữa. Sau đó chúng ta sẽ lấy 2,5cm để lấy là cái chữ cờ. 0,5, 0,4 là khoảng cách giữa các con chữ. 2,5 là chữ O. 0,4 này là khoảng cách giữa các con chữ. Tiếp tục chúng ta lấy 2,5, chúng ta sẽ được cái những cái con chữ của chữ học. Mỗi một chữ này thì nó có nét là thầy sẽ lấy chung nó là 0,5cm, 0,4, 0,5 thôi, cho 0,4 đi. Thì 0,4 này thì đương nhiên là các nét này nó, nếu mà là chữ nét đều thì tất nhiên là các nét nó sẽ bằng nhau. Đấy, chữ cờ này, khung hình của chữ cờ này. Tiếp tục là chữ H này. Với khoảng cách 0,4 này thì như thầy ước lượng được cái bề dày của nét chữ này nó sẽ bằng nhau. Tuy nhiên các em nếu mà không ước lượng được thì chúng ta nên là dùng thước để chúng ta đo các em nhé. Đó, như vậy là sau khi chúng ta kẻ được tất cả những nét dọc rồi. Đấy, thì còn một số chữ là nó có nét ngang, ví dụ như là chữ H này, để chúng ta cho vào đây. Ở đây nó có mấy chữ H nhỉ? Chữ nó có duy nhất là một chữ H này nhé. Thì nó có duy nhất một chữ H này thì nó có nét ngang này, là nó ăn vào giữa. Thế thì tuy nhiên là chữ A này nó có nét ngang, nhưng mà cái gạch ngang của chữ A này nó sẽ thấp hơn chữ H các em nhé. Đấy, cho hai cái chữ gạch ngang của chữ A này nó bằng nhau, chữ A bên này, chữ A bên này cho bằng nhau đi. Nhìn nó tương quan thì nó tạo ra sự thống nhất trong một bài vẽ. Bây giờ chúng ta sẽ tìm đến chữ O này. Chữ O thì nét ngang của chữ O nó cũng bằng các bề dày của nét còn lại. Đó, chữ G. Đây, chữ tốt này. Đây là chữ học. Học. Ok, bây giờ như vậy là kẻ xong hết tầng này chữ rồi, thì chúng ta quay sang chúng ta sẽ tìm những cái chữ nào mà nó có nét cong ấy, thì chúng ta sẽ dùng, một là chúng ta dùng compa, hai là chúng ta sẽ dùng bút chì để chúng ta dùng tay của chúng ta không cần compa để chúng ta khoanh tròn ở những cái vị trí này, vị trí tròn. Ví dụ như ở đây
thì chúng ta sẽ dùng cái điểm này, với cái điểm này tạo thành một cái góc vuông các em nhé. Thì chúng ta sẽ khoanh tròn đều ở đây. Đấy. Điểm này với điểm này. Điểm này với điểm này. Đấy. Khi chúng ta khoanh tròn đều ở bên ngoài, nét bên ngoài chúng ta, bên trong chúng ta cũng khoanh tròn đều vào. Các bạn lưu ý là ở phần này nếu chúng ta không khoanh tròn đều thì cái chữ nó sẽ bị méo. Sau đó chúng ta sẽ được chữ cờ rồi. Trăm, chữ trăm. Chữ trăm này thì là nó có cái phần phần á, là chữ á này nhá. Thì chúng ta sẽ làm phần chữ á này, cái nét nó để cho nó bằng nhau. Thì chúng ta sẽ tạo ra cái phần bên trên là một cái đoạn thẳng này. Đấy. Bên dưới này là cái phần đây, chúng ta kẻ như thế này. Kẻ ô này. Cũng các bạn có kẻ khung ra. Tí nữa chúng ta sẽ xóa hết những phần đường khung đi. Để lại cái nét chính thôi. Chăm ngoan. Chữ G này nó giống như chữ O lúc nãy chúng ta, chữ cờ chúng ta vừa kẻ thôi. Đấy, đấy là cong bên ngoài, bây giờ chúng ta làm cong bên trong. Ok. Bây giờ đến chữ O. À, như vậy là thầy đã vừa cái hướng dẫn chúng ta về cách phát hình. Bây giờ bước tiếp theo là chúng ta sẽ dùng bút dạ màu đen hoặc là bút đánh dấu màu đen này. Cái bút này nó gọi là bút dấu, thầy mua bên ngoài quán. Chúng ta sẽ dùng bút dấu này để chúng ta kẻ lại nhé. Ok, thưa các bạn, như vậy là cái chữ trăm ngoan học tốt. Thì đến đây thì thầy cũng đã hướng dẫn chúng ta cái cách kẻ đơn giản nhất rồi. Bây giờ thì còn một bước tiếp theo, đó là bước chúng ta tô màu vào. Đấy. Thì cũng nhân tiện đây thì thầy cũng tô màu luôn. Gợi ý cách tô màu là chúng ta nên, nếu chúng ta để màu nền là màu trắng thì chúng ta nên sử dụng những màu gam màu đậm. Những cái màu đậm nhé, hoặc là những cái gam nào nó nổi bật lên, chẳng hạn như màu đỏ, màu tím, màu xanh gì đó để cho nó nổi bật khỏi cái nền trắng. Và nếu chúng ta xác định là chúng ta sử dụng mà nền màu gì đó khác thì chúng ta hãy lúc đó chúng ta hãy tính đến chuyện phối màu khác nhé các bạn nhé. Sau đây thì
Thầy sẽ hướng dẫn chúng ta cái cách tô màu. Các em thân mến, như vậy là thầy đã hoàn thiện một cái bài hướng dẫn các em về cái cách kẻ chữ chăm ngoan học tốt, là kẻ chữ in hoa nét đều rồi nhé các em nhé. Trong cái bài này chúng ta hãy lưu ý cho thầy, đó là thứ nhất là khoảng cách giữa các con chữ này, ví dụ chữ C, chữ H này, và khoảng cách giữa các chữ với nhau nhé. Ví dụ chữ chăm với chữ học này, khoảng cách bao giờ nó cũng rộng hơn với lại khoảng cách các con chữ các em nhé. Đặc biệt là với những chữ nào mà nó có nhiều chữ, với cái câu nào nó có nhiều chữ thì chúng ta nên sắp xếp nó thành hai hoặc ba dòng, tùy thuộc vào bố cục của chúng ta các em nhé. Bài này cũng là một cái bài kẻ chữ một cách đơn giản nhất, thì hy vọng các em sẽ làm tốt. Cảm ơn các em đã chú ý theo dõi trên kênh của thầy. Mà nào lần đầu tiên mới vào với kênh của thầy thì mong các bạn hãy cho thầy một like, một đăng ký nhé. Còn các bạn khác đã theo dõi kênh của thầy rồi thì hãy cho thầy một chia sẻ để cho mọi người cùng biết đến các em nhé. Cuối cùng xin chào các em và hẹn gặp lại các em ở những video tiếp theo.